Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mito Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều những tình huống và những pha đẹp ngắt ngay từ những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh của Mito Zero và thường xuyên nhé. Và sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay hãy like, share và subscribe channel của chúng mình nhé. Xin chào. Nóng, Đặng Văn Lâm lọt vào tầm ngắm của câu lạc bộ J-League chuẩn bị sang Nhật thi đấu. Theo nhiều nguồn tin, Đặng Văn Lâm đang ở rất gần một câu lạc bộ của giải J-League và sẽ sớm sang xứ sở hoa anh đào để thi đấu. Đặng Văn Lâm đã có một mùa giải khá thành công trong màu áo của Moang Thong United tại Thái League. Từ những thành quả ở xứ sở Chùa Vàng, thủ môn Việt Kiều tiếp tục cho thấy phong độ cao trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam tại các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong những ngày cuối năm 2019 vừa qua, người hâm mộ Việt Nam đã nhận thông tin Văn Lâm trở lại Thái Lan và tập luyện cùng Moang Thong chuẩn bị cho mùa giải 2020. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, người gác đền sinh năm 1993 đang được câu lạc bộ Consadole Sapporo đang thi đấu tại J-League liên hệ chuyển nhượng và thương vụ đang rất thuận lợi. Trang Fox Sports Asia viết, Consadole Sapporo đã để mắt và đưa Đặng Văn Lâm vào tầm ngắm chuyển nhượng. Được biết, ngoài Văn Lâm, câu lạc bộ của J-League này còn muốn chiêu mộ luôn Martin Lo. Cầu thủ đã sang Nhật tham dự chuyến thử việc vào giữa tháng 12 vừa qua. Phía câu lạc bộ Sapporo cho biết mọi thứ đang đi đúng tiến trình và họ sẽ hoàn tất hai thương vụ này trong tương lai gần. Đây là một động thái cho thấy sự quyết tâm chiêu mộ các ngôi sao bóng đá Việt Nam của Sapporo khi trước đó họ đã liên hệ với tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhưng đã bị cầu thủ này từ chối. Trong khi đó, trang Sport442.com cũng dẫn nguồn tin. Mới đây, câu lạc bộ Consadole Sapporo đã công khai việc theo đuổi chữ ký của thủ thành số 1 đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm. Thương vụ này sẽ sớm được câu lạc bộ Nhật Bản công bố trong tương lai gần. Và một cái tên Việt Nam khác cũng đang được chèo kéo là Martin Lo. Theo nhiều nguồn tin, Consadole Sapporo rất khao khát có sự phục vụ của Văn Lâm và phải trả mức phí giải phóng hợp đồng với Moang Thong United. Đặng Văn Lâm đã có một mùa giải thành công tại Thái Lan và đóng góp đáng kể vào thành tích về thứ 5 của đội nhà. Nếu đến Sapporo, đó sẽ là một mốc son trong sự nghiệp của thủ thành Việt Kiều và anh sẽ có dịp đứng chung hàng ngũ với một ngôi sao khác của bóng đá Đông Nam Á là Chanathip Songrasin. Đặng Văn Lâm đang có những bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp thi đấu sau thành công rực rỡ tại AFF Cup 2018. Để có được thành quả như ngày hôm nay, anh phải đánh đổi rất nhiều và trải qua thời gian không có được sự thừa nhận tại môi trường bóng đá Việt Nam. Moang Thong United chốt giá bán Đặng Văn Lâm cho câu lạc bộ Nhật Bản. Báo chí Thái Lan tiết lộ Moang Thong United đã cân nhắc tới ý định bán Đặng Văn Lâm cho một đội bóng Nhật Bản nếu nhận được lời đề nghị không dưới 1,2 triệu đô la Mỹ. Đây là con số cao hơn rất nhiều so với số tiền họ bỏ ra cách đây một năm để có thủ thành người Việt gốc Nga từ câu lạc bộ Hải Phòng. Đặng Văn Lâm đã có một mùa giải tương đối thành công tại Thái League khi góp công giúp Moang Thong United kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh cũng liên tiếp có những màn trình diễn xuất sắc. Gần nhất chính là ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ 5 bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Thủ thành người Việt gốc Nga này không chỉ cản phá thành công một quả phạt đền mà còn liên tiếp cứu thua cuối trận. Chính màn trình diễn ấn tượng của Đặng Văn Lâm thời gian qua đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của nhiều câu lạc bộ danh tiếng tại châu Á, trong đó có những đại diện tới từ Nhật Bản. Theo tiết lộ từ ông Andrei Krusin, người đại diện của Đặng Văn Lâm, thì một vài đội bóng thuộc J-League 1 đã bày tỏ sự quan tâm tới thủ thành 26 tuổi và đã có những liên hệ với Moang Thong United. Văn Lâm vẫn đang khoác áo Moang Thong United. Chúng tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Cậu ấy có tham vọng chơi ở các giải hàng đầu. Chúng tôi muốn đi từng bước một. VN Media dẫn lời ông Andrei Krusin. Cậu ấy có giá trị cao so với mặt bằng châu Á. Moang Thong United có thể bán Văn Lâm với giá 1,2 triệu đô la Mỹ. Nhưng việc này không dễ xảy ra. Một vài câu lạc bộ từ Nhật Bản đang tỏ ý quan tâm, song tất cả chỉ dừng ở các cuộc trao đổi. Theo thông tin mới nhất từ Siam Sport Thái Lan, 1,2 triệu đô la Mỹ cũng là con số mà Moang Thong United muốn nhận được nếu phải để Đặng Văn Lâm ra đi. Được biết, để chuẩn bị cho ngày không có thủ thành người Việt Nam, ban lãnh đạo đội chủ sân SCG Stadium đã liên hệ với câu lạc bộ OH Leuven, Bỉ để đưa Kawin Thamsachanan trở lại. Thủ thành người Thái Lan này gia nhập OH Leuven hồi tháng 1 năm 2018, nhưng cho tới thời điểm này mới chỉ có 11 lần ra sân. Hồi đầu năm nay, Đặng Văn Lâm chuyển đến khoác áo Moang Thong United với bản hợp đồng trị giá hơn 500.000 đô la Mỹ, hơn 11 tỷ đồng cùng mức thu nhập lên tới 10.000 đô la Mỹ mỗi tháng, tương đương 230 triệu đồng. Tức là nếu quyết định bán thủ thành của đội tuyển Việt Nam với giá 1,2 triệu đô la Mỹ, đội chủ sân SCG Stadium sẽ lãi lớn.
Về phía Đặng Văn Lâm, nếu chuyển đến J-League chơi bóng, đây sẽ là bước ngoặt mới và đầy hứa hẹn cho sự nghiệp của thủ thành này. Anh sẽ có cơ hội được đối mặt với những danh thủ hàng đầu thế giới như Andres Iniesta, Lucas Podolski, David Villa, v.v. để nâng cao hơn nữa trình độ của mình. Không phải Văn Lâm, Phan Hoàng Đức mới là cái tên mà Consadole Sapporo muốn có. Thời gian gần đây, truyền thông trong nước đang loan tin đồn câu lạc bộ Consadole Sapporo muốn có sự phục vụ của thủ thành Đặng Văn Lâm ở mùa giải năm sau. Trong một diễn biến mới nhất, câu lạc bộ này đã đưa ra thông báo tuyển mộ một phiên dịch viên tiếng Việt cho một cầu thủ Việt Nam của họ. Điều này làm dấy lên những đồn đoán cho rằng Đặng Văn Lâm sẽ là cái tên tiếp bước Lê Công Vinh trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai khoác áo đội chủ sân Hokkaido. Tuy nhiên, có một điều mà không phải ai cũng nhận ra, Văn Lâm rất giỏi tiếng Anh khi anh là Việt Kiều. Tiếng Việt của Văn Lâm có lẽ không cần bàn đến. Mặt khác, anh cũng đang rất hạnh phúc tại Moncton United sau một mùa giải thi đấu hết sức ấn tượng. Vậy Lâm Tây có cần đến Đông Á để khẳng định mình hay không? Hơn nữa, hiện tại Consadole Sapporo còn có một thủ môn ngoại quốc khác xuất sắc không kém trong đội hình của họ là Gu Sung Jun, người từng được gọi vào đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc. Có thể khẳng định Consadole Sapporo đang muốn tuyển chọn một cầu thủ Việt Nam, nhưng thông tin mà tờ Fox Sports có được, họ ưu tiên một cầu thủ chạy cánh hơn là thủ môn. Trùng hợp thay, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức đang là hai cơn lốc đường biên lợi hại bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Bầu Đức mới đây cũng đã quyết định giữ Văn Toàn ở lại chinh chiến cùng Hoàng Anh Gia Lai ở V-League 2020. Trường hợp khả thi nhất chính là Phan Văn Đức. Tiền vệ sinh năm 1996 này còn 2 năm hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, nhưng hoàn toàn có thể gia nhập Consadole Sapporo với bản hợp đồng cho mượn như Đoàn Văn Hậu ở SC Heerenveen. Hai năm vừa qua dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo, Phan Văn Đức tiến bộ vượt bậc từ giải U23 châu Á 2018 và trở thành quân bài quan trọng trên hàng công của đội tuyển Việt Nam. Asian Cup 2019 có lẽ là giải đấu mà cầu thủ 23 tuổi này gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với các tuyển trạch viên khi liên tục làm khốn đốn hàng phòng ngự gồm nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu của đội tuyển Nhật Bản. Nếu chuyển tới Consadole Sapporo, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phan Văn Đức. Nơi đây cũng chứng kiến một cầu thủ Đông Nam Á khác đang thành công rực rỡ là Chanathip Somrasing. Trước những thông tin trái chiều của truyền thông và dư luận, thật khó để xác định liệu cái tên mà đội bóng xứ mặt trời mọc đang nhắm đến là ai. Vậy theo các khán giả của Mr. Zero, liệu Văn Lâm hay Văn Đức mới là thương vụ bạc tỷ tiếp theo của bóng đá Việt Nam? Hãy chia sẻ ý kiến của các bạn với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe vì chúng tôi sẽ cập nhật tin tức khi có những diễn biến mới nhất sau đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.